Thông tư số 42 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ thân nhân khi đi máy bay từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Theo đó, thì hành khách đủ 14 tuổi trở lên khi mà làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc là dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương. Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài, cần có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan cư trú tại Việt Nam, chứng minh thư ngoại giao do Bộ Ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế. Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ, hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng giấy phép lái xe ô tô hoặc là mô tô để làm thủ tục trên các chuyến bay nội địa. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi đến trên 14 tuổi và không quá 20 ngày thì có thể sử dụng các loại giấy tờ đi tàu bay như đối với hành khách chưa đủ 14 tuổi. Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề thì cũng là lúc mà nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Nhiều nhà xe khách tuyến cố định thì đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tăng số chuyến phục vụ hành khách về quê đón Tết. Các nhà xe đã mở bán vé Tết từ thời điểm giữa tháng 1, nhiều tuyến xe đã được đăng ký mua tới 80%. Các nhà xe khẳng định là đã tăng số chuyến xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Với một số tuyến xe buýt, các nhà xe đã tăng thêm từ 15 cho tới 20% số chuyến để đảm bảo không thiếu xe phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết này, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến, đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định. Tết là thời điểm mà người dân tích trữ hàng hóa để buôn bán, thắp hương, đốt vàng mã. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất tăng công suất dẫn đến gia tăng nguồn nhiệt và điện khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Liên tiếp xảy ra các vụ cháy như thế này trong một tháng gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù không thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, nhưng qua đây cũng cho thấy những tháng cuối năm, nguy cơ cháy nổ ngày một gia tăng. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều tổ công tác kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, khu vực trọng yếu và các chợ truyền thống, tuyên truyền hướng dẫn đến người dân tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi là chuẩn bị đầy đủ hết, là bình chữa cháy là chúng tôi chuẩn bị ở đây là 5 bình, trên kia 3 bình. Cũng đã trao đổi với bà con thì khi có sự cố xảy ra cháy thì những cái điểm bấm nút để mà báo cháy thì bà con đều biết hết. Năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 878 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023 đã xảy ra gần 500 vụ cháy, làm chết 11 người. Mọi thành viên trong hộ gia đình của mình ý thức và chấp hành nghiêm các cái quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, không tàng trữ, bố trí nhiều chất cháy ở trong nhà và phải bố trí sắp xếp đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm soát thật chặt các nguồn lửa, nguồn nhiệt và đặc biệt là rà soát kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn, đồng thời xây dựng các cái phương án xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Cháy nổ là hiểm họa không thể lường trước, vì vậy phòng chống cháy nổ hơn ai hết, người dân cần phải nâng cao ý thức, chủ động các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phương án thoát nạn. Một mùa xuân mới lại đến với đồng bào biên giới Tây Bắc khi mà những bông hoa đào thắm hồng trên những dải đất biên cương của Tổ quốc. Bà con dân bản nô nức tham gia chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản là một chương trình ý nghĩa với nhiều hoạt động ấm áp tình quân dân dành riêng cho đồng bào khó khăn ở biên giới. Trong những ngày không khí lạnh tăng cường khắp miền Bắc, người dân biên giới lại cảm thấy ấm lòng bởi tình cảm mà bộ đội biên phòng và các nhà hảo tâm dành cho họ. 800 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở ba xã biên giới, Lóng Sập, Triềng Khừa, Triềng Sơn đã nhận được những gói quà Tết thiết thực. Bà được về nhận quà với các chú bộ đội và toàn thể dân dân và rất vui mừng. Tại chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản có nhiều hoạt động ý nghĩa như trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế, tổ chức gian hàng không đồng cho nhân dân, trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các bản thuộc xã biên giới, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,
trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em trong chương trình Nâng Bước Tới Trường. Cháu là con nuôi đồn biên phòng. Hôm nay cháu được các chú dẫn ra cho quà, cháu rất vui và rất cảm ơn các chú ạ. Phần hội cũng hết sức sôi động với các trò chơi dân gian hấp dẫn như kéo co, đẩy gậy, ném còn. Bà con còn được tham gia thi gói bánh chưng, giã bánh dày mang đậm không khí Tết. Những chiếc bánh xinh xắn với sự chung tay của bộ đội và người dân như gói ghém cả tình cảm quân dân nơi biên giới cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản qua 8 năm tổ chức đến nay có thể nói đã trở thành uy tín, danh xưng của bộ đội biên phòng đối với hoạt động chăm lo cho bà con nhân dân ở khu biên giới. Nhưng điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là chúng ta đã giữ vững được mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân ở khu vực biên giới, nơi khó khăn gian khổ nhất, với cấp ủy chính quyền địa phương, với đảng, với bộ đội. Không khí mùa xuân của tình quân dân ấm áp đã ngập tràn khắp vùng biên giới Tây Bắc. Những người lính quân hàm xanh đang nỗ lực mang những mùa xuân bình yên, hạnh phúc, đủ đầy hơn đến với bà con để không ai bị bỏ lại phía sau. Ai cũng có một mùa xuân mới đong đầy yêu thương và tràn ngập hy vọng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chỉ trong vòng 8 ngày rét đậm rét hại vừa qua, tính đến sáng ngày 30 tháng 1, đã có đến 643 con gia súc bị chết, chủ yếu là châu bò. Trong đó, những địa phương có gia súc chết rét nhiều như là Cao Bằng 261 con, Lạng Sơn 158 con, Nghệ An 100 con. Các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình có số gia súc chết rét chỉ từ 4 cho tới 37 con tùy địa phương. Để chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển, tăng sức đề kháng nhằm chống rét. Tại bệnh viện Châm cứu Trung ương, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 50 đến 70 bệnh nhân. Trong đó, người cao tuổi, đột quỵ và mùa lạnh chiếm hơn 70%. Vì vậy, ngay từ đầu mùa lạnh, bệnh viện đã có kế hoạch phương án phòng chống rét hỗ trợ người bệnh. Năm nay là cái thời tiết nó thay đổi khắc nghiệt, kéo dài. Thì bệnh viện đã có những cái phương án các phòng điều trị làm sao che chắn và đặc biệt là những bệnh nhân hai cái khối của người già như các khoa lão khoa, đột quỵ hoặc là đặc các bệnh nhân của bệnh nhân khối nhi đến nay là 100% tất cả các phòng bệnh đã được trang bị lò sưởi đảm bảo về phòng chống rét cho bệnh nhân. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội đều đã bổ sung thêm điều hòa hai chiều, máy sưởi, chăn ấm phục vụ người bệnh đến khám và điều trị nội trú, đồng thời chủ động hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Sở Y tế trong đợt rét đậm rét hại vừa qua, như bệnh nhân đột quỵ bị rét hàng loạt thì đều có những phương tiện giữ ấm, thuốc, phối hợp với các khoa trong nội trú thì các khoa cũng chuẩn bị tất cả tinh thần chăn ga, đệm và quạt sưởi để phòng chống cho bệnh nhân. Khi mà thời tiết rét lạnh rất sâu thì mình có hạn chế tối đa tiếp xúc với không khí lạnh, đồng thời những cái lúc mình sưởi ấm các thứ mình chú ý đảm bảo an toàn. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, dự báo thời tiết bớt khắc nghiệt nhưng vẫn còn diễn biến bất thường. Các đợt rét kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Vì vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể, giữ ấm cơ thể để có một kỳ lễ trọn vẹn và an toàn.